Lily giành hạng một ngay tập mở màn show Trung Quốc, Jay Park có hành động ủng hộ đại diện Việt Nam. Mới đây, Lily chính thức xuất quân trong tập đầu tiên của chương trình ca nhạc The Next Stage 2023. Nữ ca sĩ chọn diện mạo quen thuộc khi diện váy suông đơn sắc, tay cầm đàn guitar và thể hiện phần hát ca khúc nhạc phim Tân Dòng Sông Ly Biệt. Khả năng hát tiếng Hoa xuất sắc của Lily khiến các huấn luyện viên phải kinh ngạc, thậm chí Ella còn phải thốt lên rằng chị thích giọng của em. Lily cho biết cô thích bài hát rất muốn từ lâu. Vì vậy, trong tập đầu tiên của The Next Stage 2023, cô đã chọn hát ca khúc quen thuộc này với khán giả. Lily dành khoảng 3 tháng để học tiếng Trung và tập trình diễn. Phong cách bài hát nhẹ nhàng, đơn giản, giai điệu mượt mà. Lily đã mang đến một làn gió mới cho ca khúc và được giám khảo dành cho nữ ca sĩ Việt Nam nhiều lời khen có cánh. Trong phần biểu diễn của Lily, Jay Park cũng đung đưa đèn flash để cổ vũ cho cô. Với ngoại hình và giọng hát tuyệt vời, Lily đã giành điểm cao nhất trong ngày đầu đem chuông đi đánh xứ người. Khi chia sẻ cảm xúc của mình, Lily cảm thấy rất vui và tự hào khi được tham gia cuộc thi này với tư cách là đại diện duy nhất của Việt Nam và được mọi người đánh giá cao. Hiện tại, video của Lily cũng được cư dân mạng Trung Quốc đăng lại rộng rãi trên Weibo. Trước khi SNNG Trung Quốc, Lily được biết đến là một ca nhạc sĩ tài năng của làng nhạc Việt. Nữ ca sĩ đứng sau loạt hit của Ami, Suni Hạ Linh. Bản thân Lily cũng thể hiện hit 24H đạt hơn 100 triệu lượt xem trên YouTube. Lily chia sẻ khi tham gia chương trình âm nhạc Trung Quốc, cô vừa háo hức vừa hồi hộp. Thời gian gần đây, Lily đã trau dồi khả năng giao tiếp ngoại ngữ và trình diễn, mang đến những tiết mục đặc sắc cho khán giả. Ngoài ra, nữ ca sĩ mong nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ trong quá trình đồng hành cùng chương trình. The Next Stage là chương trình ca nhạc giải trí do đài Tencent lớn nhất nhì Trung Quốc thực hiện. Chương trình có tổng cộng có 26 nghệ sĩ đến từ Hàn Quốc, Thái Lan, Việt Nam, Malaysia và Trung Quốc tham gia. Bên cạnh những nghệ sĩ tên tuổi, sân khấu mang đến sự đầu tư chỉnh chu và những màn trình diễn chỉnh chu. Hiện tại, The Next Stage đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ châu Á. Trước Lily, Chipu cũng từng tham gia show âm nhạc Trung Quốc Đạp Gió 2023. Sự chăm chỉ không ngừng cộng với tính cách thân thiện đã giúp nữ ca sĩ nhận được nhiều lời khen từ khán giả Việt Nam và Trung Quốc.